tình cạn nghĩa, người đàn ông thẳng tay tưới xăng đốt chiếc ảnh cưới ngay dưới cột điện gây nhiều tranh cãi. Mới đây trên mạng xã hội TikTok lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông thẳng tay tưới xăng đốt chiếc ảnh cưới làm dấy lên không ít tranh cãi từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip được đăng tải bởi tài khoản có tên là Độc Long. Từ những gì trong clip cho thấy, một người đàn ông bước xuống từ xe ô tô và từ trong cốp xe lôi ra một chiếc ảnh cưới to. Anh đi thẳng một mạch tới chân cột điện ven đồi, đặt ảnh cưới xuống rồi tưới xăng lên. Sau đó vẫn cầm xăng trên tay mà nhóm lửa thiêu đốt tấm hình. Hành động này của anh chính là nguyên nhân gây nên nhiều tranh cãi sau đó. Ngọn lửa cháy bừng bừng, thiêu rụi tấm hình cưới cũng là thiêu rụi chấm dứt cuộc hôn nhân của anh. Theo anh chia sẻ tại dòng caption, vợ chồng anh đã lấy nhau được 3 năm, nhưng cô vợ chỉ thích cuộc sống ham chơi đua đòi bay lắc ngoài kia. Hết 5 lần 7 lượt anh đều bỏ qua, nhưng cô vợ vẫn chọn rời bỏ chồng con. Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, anh chàng không luyến tiếc, ngược lại còn cảm ơn cô vợ vì đã lựa chọn rời bỏ anh, để anh thấy rằng trên đời này không gì là không thể. Đoạn clip vừa được đăng tải đã nhanh chóng thu hút được hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng ngàn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Một số người tỏ ra đồng cảm, chia buồn cùng người đàn ông này. Chúc bạn cùng em bé đoạn đường còn lại sẽ thật tuyệt, dứt khoát có thể là lựa chọn cho tất cả. Nhưng đa phần mọi người đều tranh cãi về hành động của người đàn ông khi không chú ý cẩn trọng. Nhiều người bày tỏ, không nên đốt gần cột điện và rừng nguyên sinh, rất nguy hiểm, có thể không chỉ ảnh hưởng tới bản thân bạn mà còn ảnh hưởng tới mọi người và môi trường xung quanh nữa, lần sau có đốt thì chú ý nha. Đốt ảnh này rất kỵ vì đốt sẽ cháy to, lại còn vừa cầm xăng vừa đốt nữa chứ, cạn lời ông anh luôn. Nhìn hành động là biết lý do vợ bỏ rồi, xăng cầm trên tay còn chưa đóng nắp kia mà cứ vậy đốt rồi. Nếu là mình thì mình chỉ vắt xó thôi chứ không đốt như bạn. Mình đã ly hôn 5 năm, ảnh cưới ở nhà mình vẫn chưa bỏ xuống và cũng không có ý định bỏ. Đơn giản vì đó cũng là một kỷ niệm, giữ cho con một chút hình ảnh đẹp.